Chào bạn, mình là Sơn. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về lên spec của URL. Thì rất là đơn giản thôi, khi mà các bạn sẽ gặp một vấn đề khi mà các bạn sinh ra những cái đường dẫn như thế này. Những cái đường dẫn mà nó có những đặt tên của cái view ở đây. Ví dụ như cái view chúng ta có một cái view tên là vote. Đây, ở trong các phần URL mình đã đặt cho nó một cái tên là vote. Và khi mà chúng ta sinh ra được cái URL của nó đây ở chỗ này thì nó đã gặp một vấn đề là ví dụ như là nếu mà chúng ta có nhiều cái app mà những cái app đó mà nó lại có cái view giống nhau thì sao, thì nó sẽ phải không phân biệt được đấy là cái view của cái app nào. Và chính vì lý do đó thế nên là mình sẽ thêm vào một cái app name ở đây đó, và ở trong cái template mình sẽ thay đổi một chút, đó là mình sẽ cho thêm cái tên của cái app nữa. Thì như vậy là cái này thì được gọi là URL lên spec để mà phân biệt được ra cái view này nó là của cái app nào. Tương tự thì mình sẽ sửa toàn bộ những cái còn lại, những cái view còn lại của mình. Ví dụ như là chỗ nào mà có đường dẫn thì mình sẽ sửa. Đây, ví dụ như đây chẳng hạn. Thêm 2 chấm nữa. Gì sao? 2 chấm nữa. Và mình sẽ run lại cái website của mình, run server. Đợi nó run một chút. Ok, nó vẫn rất là bình thường đúng không? Nó không hề có một cái sự thay đổi nào khác mặc dù mình đã thêm cái lên spec vào đó. Và tiếp theo đó là các cái đối tượng static mà mình muốn đề cập ở đây. Ví dụ như là chúng ta có cái trang bay này này. Nó có cái đống CSS này này. Và bây giờ là mình muốn cho cái đống CSS hay là JavaScript nó ở chung một chỗ. Thì các cái đối tượng này gọi là các đối tượng static, nó không hề thay đổi đúng không? Thì mình sẽ tạo ra một trong cái app của chúng ta này, mình sẽ tạo ra một cái thư mục tên là static. Đó, trong thư mục static thì mình tạo ra một cái thư mục nữa tên là pull ở đây, bởi vì nó trùng tên với cái app này nhá, bởi vì là cái cơ chế để mà bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái app, thế nên là đấy là cái cơ chế của nó giống như hệt như cái template này, chúng ta sẽ phải thêm một cái thư mục giống hệt tên như vậy. Và ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái file gọi là file style.css. Thì những cái file CSS khác thì các bạn cũng để ở trong đây. Được chưa? Đây là file style.css của mình. Và ở trong đây thì mình sẽ cắt cái nội dung ở trong cái file style này ra. Cắt ra. Nhấp vào đây. Đó. Bây giờ ấy thì mình sẽ không dùng cái thẻ style nữa mà sẽ dùng cái thẻ link để mà liên kết đến cái file style.css này. Thì rất là đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ dùng một cái hàm gọi là sẽ dùng một cái gọi là last static để mà nó load được cái static load này static đó. Và ở đây thì các bạn dùng cái này để mình in ra giống như kiểu URL ấy, đây là static, sau đó là đến cái app của chúng ta, cái thư mục ấy, pull này, pull suộc style.css. Ok, thì bây giờ mình sẽ load lại cái trang này cho các bạn xem nó ra cái gì nhá. Mình sẽ run lại server đi. Python manager run server. Rồi. Chuột. Pull Ctrl U. Đó, thì khi mà mình ấn Ctrl U thì nó sẽ hiển thị ra được cái file state. Các bạn nhìn đường dẫn nhá. Này, nó đã tự động sinh ra được cái đường dẫn static của mình cũng như các cái đường dẫn khác nó cũng đã tự động sinh được ra. Thì các bạn nên làm kiểu này để mà nó động website của bạn khi mà có thay đổi một cái file nào đó thì nó các bạn sẽ không phải là đi thay đổi tất cả những cái chỗ khác mà có cái đường dẫn đó. Ok. Đấy là về cái vấn đề static. Ngoài ra thì cái vấn đề static thì các bạn có thể để CSS này, để JavaScript hay là để ảnh cũng như là để rất nhiều thứ khác, những cái thành phần mà nó không thay đổi ở trên website của các bạn. Ok chưa? Ở trong cái video này thì mình chỉ muốn đề cập đến cái vấn đề đó là lên spec của
URL cũng như là các cái phần static ở trên website của bạn. Và ở trong phần sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về class bay view. Ở những video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn về function bay view rồi, có nghĩa là những cái view mà dựa trên function. Đây đây là các cái hàm nhá. Còn chúng ta cũng thể làm các cái view mà dựa trên class. Ở trong video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn.